Don't stop. Audio Jungle. Rồi, ở trong video này sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta backup một cái win chuẩn UEFI. Làm sao biết máy tính mình cài win chuẩn MVR hay là chuẩn UEFI? Thì nếu mà chúng ta vô win á thì chúng ta có thể dùng lệnh này. Windows MVR ha. MSinfo 32. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta vô đây chúng ta coi cái dòng này. Đây. BIOS mod nè. Thấy không? Các bạn nhìn cái dòng này, đó là chính là cái win chúng ta đang cài chuẩn UEFI. Một cái thứ hai, cách thứ hai để các bạn coi nữa, đó là chúng ta có thể chuột phải vô Micromotor DPC nè, chúng ta chọn manager nè. Thì ở đây thì chúng ta chỉ có phỏng đoán được thôi nha, chứ nó chứ chúng trực quan thì chúng ta nhìn chúng ta không có thể đoán chính xác được 100%. Tại vì lúc này á nè, những vùng nhỏ nhỏ này là những vùng của UEFI. Đây, có chữ FI nè. Đó, thì cái ổ cứng này cũng là định dạng GPT. Thì cái win chúng ta cài win chuẩn UEFI. Đó, một là chúng ta dùng lệnh MSinfo 32 hay là chúng ta vô manager disk manager để chúng ta kiểm tra. Rồi, nói chung là chúng ta có được cái win. Bây giờ chúng ta sẽ đi backup cho cái win này. Rồi chúng ta khởi động, chúng ta boot vô mini. Thì ở trong bộ công cụ mini của mình á đã tích hợp sẵn có phần mềm tạo file backup rồi, chúng ta chỉ cần vô đó thôi. Rồi, chúng ta khởi động máy tính, chúng ta bấm phím F9 boot menu. Rồi, đối với vô mini á, thì các bạn vô chuẩn nào cũng được ha, UEFI cũng được mà Legacy cũng được, chứ không nhất thiết chúng ta phải vô chuẩn UEFI. Rồi, chọn vô USB đi. Rồi, boot vô mini. Rồi, các bạn nếu mà sử dụng bộ công cụ của mình thì đã tích hợp sẵn tất cả công cụ trong USB rồi, chúng ta chỉ cần sử dụng thì chúng ta đợi cho nó load vô mini ha. Rồi, chúng ta khởi động vô được mini. Rồi, để tạo file backup của win chuẩn UEFI á thì chúng ta sẽ dùng chương trình Patronix. Rồi chúng ta double click lên thì chương trình sẽ khởi động lên ha. Rồi, đầu tiên chúng ta tạo file backup á thì chúng ta sẽ chọn backup nè, chúng ta chọn chữ my disk. Quay lại, không click vô chữ backup ha, mà chúng ta chọn my disk ở dưới chữ backup. Rồi, mặc định cái công cụ này á, nó sẽ backup ba cái phân vùng ổ đĩa cho chúng ta, đó là phân vùng C nè, phân vùng FB nè và phân vùng recover, và nó mặc định nó chừa ra cái phân vùng data, có nghĩa là cái ổ đĩa chứa dữ liệu đó nó chừa ra sẵn. Nói chung là ở cái phần tạo file backup này thì nó chọn bao nhiêu phân vùng thì chúng ta để nguyên, chúng ta khỏi cần chọn gì hết á, chúng ta net. Rồi tới đây nè, nó sẽ kêu mình tạo cái tên lưu và chọn nơi lưu. Chúng ta backup local nè, chúng ta chọn route nè. Rồi, chúng ta lưu nó vô ổ data. Chọn DPC vô data. Double click vô data, double click vô data. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên ở dưới đây. Rồi, đặt tên lại backup BK đi. Rồi, chúng ta đặt tên gì đó ha. Thì cái tên này một lát nó sẽ ra cái tiền tố nữa. Thì lát tính sao, chúng ta ok. Rồi, next. Thì quá trình, rồi tới đây chúng ta chọn reset. Quá trình tạo file backup nó sẽ bắt đầu tiến hành. Thì đối với cái máy mà cài Win UEFI á thì quá trình backup, và đặc biệt là chúng ta sử dụng cái ổ đĩa SSD á, thì quá trình backup nó rất là nhanh nha. Rồi chúng ta đợi chút xíu.
quá trình này nó sẽ rất nhanh lắm. Rồi xong, nó ra bản thông báo này, chúng ta chọn OK. Rồi chúng ta tắt cái bảng này đi, tắt luôn cái phần mềm nó đi. Rồi chúng ta vô cái DPC, chúng ta vô ổ data, chúng ta sẽ thấy được một cái file backup vô data. Đây, chúng ta sẽ thấy được một cái file backup này, nãy mình đặt tên là MLK nè. Thì nó sẽ thêm tiền tốt vô full B1S đồ đó. Thì đây là cái đuôi mặc định đó. À, chúng ta nó thêm vô cái đuôi kệ nó, và cái đuôi của chương trình, cái file của chương trình nó sẽ .tib, đó là chấm tiếp của UFB. Còn đối với MBR thì nó sẽ ra cái file code, các bạn thấy dưới Win 10 64 không, code gỡ đó, đó là chữ MBR, còn UFB thì nó sẽ là đuôi tiếp. Rồi bây giờ chúng ta có được một cái file backup rồi, bây giờ chúng ta sẽ bung cái file này ngược lại. Thì để bung ngược lại á, thì tốt nhất chúng ta vô, chúng ta sử ổ đĩa đi, chúng ta mở chương trình chiêu đĩa lên, cũng giống như quá trình chúng ta cài đặt Win UEFI đó. Thì chúng ta sẽ delete hết những con vùng nhỏ này đi. À, nó có bao nhiêu phần vùng nhỏ trước ổ data đó, chúng ta delete hết. Vùng 5M nữa, delete luôn, delete. Rồi chúng ta apply. Chúng ta không cần chia ổ đĩa, cũng không cần set OT. Đó, quá trình này chúng ta sẽ làm giống như quá trình chúng ta cài Win chữ USB. Rồi bây giờ để bung ra thì chúng ta mở Acronis ra ha. Rồi ở đây nè, chúng ta chọn Recover, chọn Medit chứ. Rồi chúng ta route tới cái ổ data. Chọn được cái file hồi nãy chúng ta đặt tên đó. Rồi OK. Rồi Net. Rồi Net bước này. Rồi quan trọng chỗ này nè, chúng ta phải check lại ba cái phân vùng nãy, đó là phân vùng Win nào, phân vùng FI là phân vùng Recover, và chúng ta phải chừa ra phân vùng cắt, không được, tuyệt đối không được click vô phân vùng cắt ha. Rồi Net. Rồi tới đây nè, chúng ta sẽ New. Rồi chúng ta chọn vô cái phần Unlocal nè, tự động nó sẽ tạo ra ổ đĩa cho chúng ta. Rồi chúng ta Net. Bước này chúng ta đợi chút xíu, tự động cái phần mềm nó sẽ tách ra phân vùng 100M cho chúng ta. Rồi tiếp theo, đó nó tách phân vùng 100M ở trên này. Tiếp theo chúng ta chọn Unlocal tiếp. Chọn Unlocal tiếp. Rồi Escape. Rồi Net. Rồi quá trình này nó sẽ tạo ra phân vùng cài Win ha. Rồi còn lại phân vùng Recover. Đó. Rồi Net. Rồi bước này chúng ta chọn Reject. Rồi tương tự, thì lúc này nó sẽ phục hồi cái file code ngược lại Windows cho chúng ta. Đó, đối với ổ SSD và đối với backup bằng UFI á, thì quá trình bung file và quá trình tạo file rất là nhanh.
Rồi sau khi bung xong thì nó ra cái bảng này, chúng ta chọn OK. Rồi chúng ta khởi động lại. Rồi chúng ta sẽ có được cái win nó phục hồi lại như cũ. Đó, nó phục hồi cái win lại cho chúng ta. Đó, ưu điểm lớn nhất của UFI đó là thời gian khởi động nó nhanh, nó boot rất nhanh. Do đó có những máy tính đó, chúng ta vừa bấm nút nguồn, chúng ta quay lên cái là màn hình đã lên rồi ha. À, trên đây là cách để chúng ta tạo file backup cũng như chúng ta bung file backup trên cái máy tính chuẩn UFI. Rồi, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. À, đừng quên đăng ký kênh cũng như like, subscribe cho mình nha các bạn. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha.